thì bán bãi trước là bán cá, thì giống như chợ Chầm Hổm luôn á. Ủa, mua đi về mà đâu có ăn đây. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Story. Chào ông bà cô chú. Chào bà cô chú. Hôm nay là gia đình KT đưa các bạn đi tới một cái ngôi chợ này rất là nổi tiếng ở Daegu, chợ tên là Sun Moon Market. Và ở đây là người ta mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 6 rưỡi tối nha các bạn. Trước khi mình đưa các bạn vào trong chợ, mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem ở đây nhìn nó như thế nào nha. Sun Moon Market, chợ nằm ngay chỗ cái station luôn. Trước cửa chợ có chú này bán đào, mấy trái đào nhỏ nhỏ nè. Từ khách sạn của mình nó đi tới đây là khoảng chừng 1.2 km. Bạn có thể đi bộ là khoảng chừng 15 phút, hay là đi taxi, hay là đi tàu điện đều tới đây rất là nhanh, không có xa đâu. Vậy cái chợ này nó nằm ngay chỗ exit số 2 luôn nè. Ở đây thì các bạn tới là cái ngôi chợ nằm ngay ở đây luôn. Đây. Đó, và bây giờ mình đi vào trong, mình quay cho các bạn xem. Thì trước khi vào trong, mình muốn nói về lịch sử của chợ này một chút xíu. Chợ Sun Moon là chợ đường phố truyền thống lớn nhất ở Daegu, Hàn Quốc, có hơn 4.000 cửa hàng. Chợ này đặc biệt được biết đến như một nguồn cung cấp các dịch vụ dệt và may, một thành phần quan trọng của ngành công nghiệp thời trang của Daegu. Cái tên Sun Moon có nghĩa là cổng phía Tây và đề cập đến vị trí của khu chợ ngay bên ngoài cổng phía Tây cũ của lâu đài Daegu đã bị phá hủy vào năm 1907. Đây cũng là một những khu chợ lâu đời nhất của đất nước. Có 5 phiên chợ ban ngày được tổ chức trong khu vực vào cuối triều đại Joseon. Mặc dù là cái chợ nằm bên ngoài hoặc các tòa nhà nhỏ, nhưng mà hầu hết là nó nằm trong một cái tòa nhà lớn và nó có mái che nha các bạn. Tới đây á, ngoài những giải nè, hàng hóa, quần áo thì bạn sẽ thấy người ta bán đồ ăn cũng rất là nhiều. Và bây giờ mình đưa các bạn đi xem những đồ ăn ngon gì nha. Vừa bước vào cổng chợ là có cái sạp này bán thịt. Thịt này giống như là đây nè. Wow. Giống như thịt nướng vậy đó. Ôi, ngon quá. Dơm, dơm, hấp dẫn quá. Người ta cho mình thử luôn. Can I try one? Thank you. Người ta cho mình thử đó các bạn. Kamsahamnida. Thử xong rồi mua nha. Mời các bạn. Nó giống như nem nướng của mình vậy đó, nhưng mà nó có cay cay, có ớt nè. Cái kiểu người ta làm giống như nem nướng mà các bạn ăn là nem nướng ở bên mình, như là mấy cái sạp mà bán nem nướng mà ở ngoài chợ đêm này nọ đó, họ chợ á. Cũng được ăn. Cũng được. Nem nướng thịt nướng mà nó cay nha. Trời. Chưa kịp quay cho các bạn nữa hết nguyên dĩa. Cái này là 5 cái là 10.000 nha, nãy em mua là 10.000. Mới cái đó trước rồi. Rồi đây nè. Làm tưởng đâu nói ủa sao mua 10.000 mà mới đây ăn hết nhanh vậy. Một cái món này là nhìn giống như trứng cút mà không phải, không biết là món gì nữa. Có bán khẩu trang nè, khăn choàng nè, đủ loại hết, nón nữa. Chắc đi vô mua cái nón, đi qua bên Nhật xong rồi làm rớt cái nón lại để coi có nón nào đẹp không ta. Mình thấy ở dưới khu này có đồ ăn nè, để đi xuống cho chơi đàn ăn trước rồi mình mới đi dạo tiếp. Hiện tại bây giờ là ở đây là 3 giờ rưỡi rồi các bạn. Tụi mình đi sáng sớm là tụi mình đi đổi tiền. Ôi cái gì đây? Donut nè. Ăn thử đi chơi đàn, ăn thử coi thích không con? Donut đây nè, cái này nè. Ngon lắm. Ủa con quên mà ông bà cô chú rồi. Thiệt tình. Mình cũng thử nha. Cái bánh còn nóng luôn á các bạn. Mời các bạn. Ngon. Được á, phải mua ăn. 1.000 cây. Tự nhiên mommy để cái dĩa. Trời dễ thương người lịch sự ghê. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Anh đói lắm rồi. Cho thấy gì ở trong rồi. Có đó có. Sao nè? Không
100 triệu sao luôn rồi. Để coi này bán gì đây. Ủa, cái này không phải giống như nãy không Cam mà nó dẹp dẹp không? Cái của mình nó juice, nó bự, nó thích hơn. Cái này giống như nem á, các bạn, nem nướng vậy á. Nhỏ mình mua bắp ăn 3.000 là một bịch như vậy. Nhìn ngon quá ha. 3.000 ba trái nghĩa là một trái khoảng gần đô à. Đúng rồi, cái món mà mình đợi hổm rài nè. Ủa cái món gì đây nè, món gì nhìn ngon quá nè. Ôi, món gì vậy ta? Cám này là gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Bánh ngọt, bánh hot dog có red bean nữa hả? Ở đây người ta bán mấy cái túi sách á, nhưng mà người ta đổi cái tên. Ví dụ ngu chị thì người ta đổi thành GD. Đi tìm coi còn gì ăn nữa không? Wow, lòng, rồi giường. Mà lòng nhìn nó mới giống như người ta đang làm bắp khối không à. Nguyên cái dãy này người ta bán giống giống nhau ha. Thốt bất kỳ và lòng. Rồi ở dưới đây nữa nè. Mình thấy bán giống giống nhau hết, nãy giờ cũng phải 5 sạp bán giống giống nhau. Ôi, lòng này nhìn nóng ngon quá. Ôi, đây nhiều quá chừng luôn nè. Wow. Còn đây là cơm cuộn, bim bắp. Wow. Một cuộn như vậy nhiều lắm, người ta bỏ quá trời trứng nè. Mà không thấy bảng giá. Ngon quá. Atashi, how much for one? How much? 3,500. Ba nghìn rưỡi một cái cuộn như thế này. Wow. Mình mua một cái mình ăn thử, nhìn hấp dẫn quá. Giờ xem người ta làm cơm cuộn nè. Wow. Rất là nhiều cơm luôn nha. Có cheese nữa. Cái này giống như là mực, kim chi mực á. Quá trời luôn. Cô bé này ăn là cổ order là mực không. Còn cái mình thấy tự nhiên người này cắt xong rồi cái mình mua, mình không có để ý ở trong là gì luôn. Mình tưởng là giống nhau. Bây giờ mình phải bóc bằng tay nha các bạn, đã bởi vì cái đũa mình gấp là nó đỏ rớt hết. Ủa cái này bự quá nè. Mời các bạn nha. Thích ăn cái đầu gì nè. Cho ăn trứng. Sạp này nhìn cũng vui ghê. Cũng tteokbokki. Quán này đông ghê luôn nè. Cũng tteokbokki rồi bán mấy cái đồ lòng các bạn. Đây. Wow. Tiệm này bán đắt ha. Mì đâm liền. Bánh đậu chiên giống bữa nè. Đây nè, đây người ta bán nè, mấy cái loại mà hồi nãy mình mới ăn. Sủi cảo dẹp nè. Người ta bán giống giống nhau hết ha. Nhưng mà cái dĩa đây bự lắm luôn á các bạn. Người ta làm một dĩa to thì to luôn. Bên hàng bên đây là có nhiều đồ ăn lắm, để đi vòng vòng tìm cái gì ngon để mình quay. Wow, đây món gì mà người ta ngồi ăn nguyên cái trái ớt cắn nè. Ôi ôi, món gì vậy ta? Đâm liền hả? Mì tươi. Người ta làm mì tươi. Mì tại chỗ luôn. Bây giờ mình vô mình thử cái món đây. Món mì nha các bạn. Đây là người ta làm mì tươi á. Nhưng mà chắc ngon lắm, cho nên cái tiệm này rất là đông nha. Nên mình cho các bạn xem cái tiệm nè. Cái tiệm có một chút mà khách ngồi đầy hết trơn rồi. Đó, bạn thấy không? Đó, đông nghẹt. Đó, đông hết trơn rồi. Ở đây mua một tô thì một người ngồi thôi, không được ngồi nguyên đám nha các bạn. Người ta nói trước luôn. Ở đây người ta sẽ cho mình một cái dĩa chấm này, rồi thêm cái cải kim chi, đũa muỗng ha, ớt, nước chấm ở trên bàn, mình muốn lấy nhiêu mình lấy nè. Một tô là 5.000, mình ăn một tô mì. Rồi giờ ngay chỗ này người ta đứng là rửa chén ở đây luôn. Vô đây là mình muốn thử mỗi thứ một chút để review cho các bạn luôn. Samira. Ôi, nguyên cái tô nhìn thấy hấp dẫn quá ha.
Trước hết mình sẽ thử húp nước lèo này nha. Nước lèo này mình trộn lên, tại hồi nãy mình thấy cô đó múc nước lèo, sau đó là cho thêm một muỗng gì vô đây nữa đó. Ở trong đây là không hề có thịt gì nha, chỉ là mì thôi nha các bạn. Thì mì người ta có mấy loại, một loại là mình thấy người ta bỏ sợi như thế này, mình gọi loại thập cẩm nè, sợi nè. Còn một loại là cục cục như thế này nè đó, mình gọi hai loại khác nhau. Để giờ mình thử miếng nước lèo xem sao. Cái nước lèo ngọt thanh nha, ngon. Cái nước lèo này ăn mình nhớ tới ramen của Nhật á. Để thử cái viên này như thế nào. Ở trong không có nhân gì hết, nhưng mà mình cảm nhận được cái độ tươi của cái bột người ta làm mới làm ra, cho nên ăn nó dẻo. Cái cô ngồi với mình ăn sạch bách không còn miếng. Nguyên cô tô của cổ rồi, cô ăn sạch bách mì luôn. Mà tô mì nhiều lắm nha các bạn. Củ cải người ta ngâm kim chi chua quá à. Chua lắm. Để ăn thử cái sợi. Cái sợi mì ngon thiệt. Cái sợi mì nó dai dai dẻo dẻo mà ở trong á, nó có cái độ giòn nhẹ, không phải nó bị sượng mà nó chắc á. Giờ mình bắt chước mình ăn thử cái này, mình chấm như là cái tương của người ta nè. Nó lạ lạ các bạn, tương đậu. Cái này nó không có cay nha, nó chỉ the the thôi. Ăn cái này mình nhớ bà nội mình hồi nhỏ đó, mà nội mình làm bánh canh cho mình ăn đó. Cũng làm cục cục như nè các bạn, rồi làm sợi sợi, bánh canh bột gạo, không có thịt, không có cá gì hết, mặn rất là ngon. Ăn này là mình nhớ, theo mình nghĩ cái món này là ăn để gợi nhớ tuổi thơ của người Hàn Quốc hay sao á, cho nên có thể đối với họ rất là ngon. Mình thấy nãy là đầy bàn hết, không còn chỗ ngồi luôn. Nhưng mà đối với Kathy thì Kathy thấy ăn được, chứ không phải là ngon xuất sắc, không có phải là cái món mà mình ghiền để mình quay lại mình ăn thêm lần nữa. Nhưng mà ăn để biết cái cọng mì của người ta làm ngon và tươi như thế nào thì nên thử nha. Mì nó tươi, nó giòn như nó béo xỉu. Cái nước lèo thì sao? Mát, mùi phát xỉu, nhưng mà mấy người mà ăn mặn quá thì chắc sẽ không thích, hơi lợi một xíu, nhưng ăn chung với cái này thì ngon. Ăn mì xong rồi bây giờ là mình sẽ đi quay tiếp xem coi có gì ăn không nha. Bây giờ đi tìm cái loại mà ở đây rất là nổi tiếng, đó là dumpling, cái loại sủi cảo mà loại dẹp đó các bạn. Ồ, tteokbokki. Nhưng mà cái này tteokbokki sao vừa mới đổ cái nước vô hả? Đặc quá. Ồ, đây cái dồi lòng nữa nè Cam. Trời ơi, nhiều quá Cam ơi. Mà sao người ta cứ bỏ vô cái bịch ni lông mới nhìn thấy sợ quá hả? Người ta muốn giữ là cái tô á các bạn. Ở đây thì có bán có chả cá luôn. Một cái này là 4.000, ở bên xô mình ăn là 5.000, mà ít hơn ở đây. Coi như là ở đây mình thấy rẻ đó. Này gọi là sủi cảo mà là dẹp á. Nhiêu vậy Cam, cái này phần nhiêu? 4.000 luôn. Ồ, bây giờ trước hết là mình thử cái món này nha. Cái món đâm liền này. Ủa sao trong đây không có nhân hả Cam? Nó nhẹ. Ủa vậy hả? Cái món này rất là nổi tiếng ở Daegu. Cái vỏ bánh đó, người ta làm nó dày dày. Vỏ bánh của sủi cảo các bạn, người ta chiên lên. Chiên phải chiên nhiều dầu nha, ít dầu. Rồi cho xì dầu với giấm và mè với hành lá lên. Vậy thôi mà người ta nổi tiếng lắm. Ăn này mình tưởng nhớ cái món mà người miền Trung ăn bánh đập. Tức là cái bánh ướt, lá mỏng bỏ lên bánh tráng đa rồi chấm với mắm nêm, chỉ vậy thôi. Đơn giản vậy thôi, không có thịt. Thì nơi này giống như vậy á. Nhầm thử tới tteokbokki. Ngon. Người ta vừa ăn mà nó cay ngon. Cái tteokbokki này người ta làm không phải bự lắm. Cái chỗ bữa mình đi ăn ở show á, người ta làm loại riêng bự thì bự luôn, mà nó dẻo hơn cái này. Cái này không có quá dẻo. Mà đằng đó không có chả cá, đây có chả cá. Ôi, nay gia đình chấm sốt cay tteokbokki luôn hả? Cái này cay. Đâu cay đâu không ha. Wow. Bây giờ người ta là chuyên nghiệp mà.
Wow. Vậy chị đang ăn chay cây chuyên nghiệp luôn á. Ăn thấy được không? Thấy ngon. Còn ngon hả? Thấy dẻo. Con thích cái đâm liền đó hả? Lát đâm liền ngon không? Con thấy chấm vô này ngon. Ồ vậy hả? Còn cái tteokbokki thì sao? Nó dẻo dẻo hơn, cái fish cake thì ngon. Ừ. Có ngon bằng cái mấy cái mình ăn thôi. Chỗ bữa như nó bự hơn có. Nó bự hơn. Ừ. Mà cái kia thì dì ba thích hơn là tại nó dẻo hơn. Còn cái này nó không có được dẻo lắm. Cái không có nhừ mặn thấy ngon hả? Cái powder với sesame. Rồi cái mè lên trên đó ăn ngon phải không? Nó thơm, cay á. Nhưng mà anh ăn láng luôn tại anh đói quá. Ăn là tại vì đói mà nó cay cho nên phải uống nước. Wow, hoa nhiều quá. Đẹp quá mà hoa thiệt nha các bạn. Rồi cái món này với cam ghiền lắm. Chả cá. Còn nó có cái xương thì bỏ lên cái sốt này. Oh, wow. Cái này một cây là 1.000 won. Khúc này đông ghê nè. Ồ, cái bánh này cũng 1.000 luôn. Ở đây bán đồ rẻ hơn ở Seoul nha các bạn. Cái bánh này là bánh chiên bữa mình có ăn nè. Wow, người ta làm tươi luôn nè các bạn. Đó. Một người làm bánh, một người chiên bánh, một người bán bánh. Đây nè, là ba người. Rồi các bạn bỏ tiền vô đây rồi tự thối luôn. Tự thối tiền luôn. Tiền lẻ bên đây, tiền chẵn bên kia. Hay ha. Bé Cam là ghiền chả cá lắm. Cái shape nó khác biệt vậy thôi chứ không nghĩ là nó taste khác biệt. Nhưng mà ăn thử hả? Mày chắc dễ ăn hả? Ngon bằng cái chỗ chợ đêm bữa không? Không bằng hả? Đúng rồi, người ta có cho mình xì dầu nè, cái nước chấm nè. Rồi cháp chê, miếng xào. Flat dumpling ở đây nữa hả? Nè, cái flat dumpling này người ta có nhân chê lên cam. Ở đằng kia không có nhân. Flat dumpling xong rồi ăn với loại ăn với cháp chê nè. Cái này là mới đúng là cái gì ba thấy nè. Người ta có nhân. Ăn nữa không? Gọi ông Hoàng ăn thử. Mình gọi một dĩa miếng xào và một dĩa tỏi cảo. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Nóng hổi luôn. Một dĩa như vậy là mấy ngàn cam? Mời các bạn. 4.000 và một dĩa bự nhìn có 4.000 các bạn. Ngon, vừa ăn mà không có dầu, không bị nhiều dầu, vừa ăn ngon. Giờ mình ăn thử cái mandu. Cái loại mà mình nói lúc nãy là cái loại này nè. Cái loại người ta nổi tiếng là cái này nè các bạn. Tức là ở trong nó có một chút xíu nhân, còn cái loại mà hồi nãy tụi mình ăn là không có nhân gì luôn, chỉ là cái vỏ thôi à. Có nhân á, là mấy cái cọng, giống cọng miếng nữa các bạn, không có thịt. Nhưng mà cái vỏ rất là thơm, cái nước chấm này rất là ngọt, ngọt lắm. Nước chấm không có vị chua, đối với mình thì mình thấy không có gì cho mình nghiền hết trơn á. Nó rất là bình thường, giống như bột chiên lên, cái vỏ bánh chiên lên vậy thôi. Giờ đại ca thử cháp chê. Sao đại ca, ngon không? Ngon, được ăn. Cái thơm cái vị chảo, chảo. Nó được một cái là nó không có bị dầu. Rồi, người ta không vô. Có làm nhiều dầu các bạn. Ăn vô không có cảm thấy đại ca. Mà dĩ nhiên là không ngon bằng em làm đó. Không ngon bằng KT làm, đại ca nói vậy. Nhưng mà nó cũng coi như là ngon. Ngon ha, ngon á. Ở nhà làm thì dĩ nhiên phải ngon hơn rồi. Sao cam? Ngon, có dầu quá. Cái này nhập hàng. Không biết nữa, dì ba thấy có tương ớt rồi dì ba múc rồi chứ không biết chấm gì, con chấm thử coi. Chấm với lại cái này nè cam, cái mandu thì chấm với cái này nó. Nãy em ăn có thấy cái giòn không phải nó mềm mềm gì? Nó hơi giòn giòn ở trong mềm nhưng mà thấy nó không có gì đặc sắc hết.
À, đúng rồi, ở trong cái nhân chỉ là giống như bún ở ngoài á thì nó giòn giòn, thơm mùi chảo. Ăn ok. Sao cam? Thích cái này hơn hay cái nãy hơn? Cái hồi nãy cái sốt nó ngon hơn ha, mà nó có mè cho nên ăn nó thơm. Bây giờ đi tìm coi có gì ăn nữa không. Ồ, ở đây có cái sạp nữa nè, coi có bán gì nè. Bên đây là có những cái sạp bán đủ loại, từ áo quần tới vớ, đủ hết trơn. Mình mua sugar, mình mua 5.000 đồng sugar đem về nhà ăn các bạn. Mua loại đủ thứ hết. Wow. Mọi nhìn nóng với ngon quá ha. Cháu mình nãy giờ nói tiếng Hàn không? Học sau bao năm coi phim Hàn. Luyện phim Hàn. Chảy biết bao nhiêu nước mắt. Là nó giỏi vậy luôn á. Chảy 100.000. Ôi, 100.000 giọt nước mắt. Cô này có nhiều người bán lắm nhưng mà mình có cảm tình với cô này, biết tại sao không? Nè, trời xin thêm cũng cho luôn mà cho bằng. Sang hề. Mình biết được câu I love you. Taiwan là Taiwan. Anh Vietnam là Vietnam. Đây. Đó, tại vì mình nhìn cái này mình thèm nè. Mình thèm này nè. Đó, mình thấy cổ nguyên cái mâm này nhìn thấy hấp dẫn quá. Cảm ơn mi da. Imo. Giống nhau. Cảm ơn mi da. Bye bye. Trời ơi, này nè, cam ăn không? Ăn nổi không con? Ủa, cái này lòng nè cam. Phải lòng không hay là fish cake? Mẹ mẹ. Fish cake. Nhưng mà nhìn nó hấp dẫn thế. Trời ơi, nhìn ngon. Cái này là nó very very popular. Con ăn không? Không ăn nổi nữa hả? Ông này ấy này nổi tiếng lắm mà không ăn hối hận á. Không biết là không được á. Ồ. Rồi. Mua một cái đi, cái này là bao nhiêu vậy cam? Cái này là cái gì vậy? Hả? Họ là cái gì vậy? Cái này bao nhiêu vậy? Bên này 4.000, bên đó 6.000. Vậy mua một nhà cho chú cơ. Không có bán 5 người mà 4 phần thôi không bán. Ủa, mua đi về mà, đâu có ăn đây. Phiếu chân ảnh đề á. Trời, không bán luôn các bạn ơi. Ôi. Mua đem về cũng không cho luôn. Ôi, dữ vậy. Cái chú này rất là dễ thương. Chú bán thì tụi mình đứng nói chuyện rồi tụi mình mua. Nhưng mà mua to go, chứ không có ngồi ăn. Thì người vợ không bán các bạn. Nói 5 người mà mua một phần, no. Đó, mình quay nãy các bạn nghe, không cho, không bán. Nói, ủa, mình mua to go một phần, tại vì mình muốn mua mỗi thứ một phần phần rồi mình đem về khách sạn mình ăn nữa. Tại nãy giờ đi vòng vòng ăn cũng nhiều rồi. Vậy mà mua một phần không cho, nói đi 5 người mà mua một phần, no. Tự nhiên mua đồ ăn mà cũng bị đuổi lần đầu tiên luôn, trời. Mắc cười quá à. Có bạn nào gặp cái tình huống gì khi mà đi ra nước ngoài không? Ví dụ như đi Hàn Quốc hay là Nhật không? Nhật thì mình chưa thấy ai đuổi mình. Nhưng mà Hàn Quốc thì hôm bữa mình đi chợ trời. Bé Cam cũng đứng hỏi ngồi cái mua người ta không bán các bạn. Tức là người ta rất là khó khăn gặp chúng những người mà người ta không có được vui vẻ đó. Thì người ta sẽ không bán mà người ta đuổi mình đi. Mà đuổi nhiệt tình lắm. No. Rồi người ta đuổi mình đi như vậy nè. Mình thì thấy mắc cười. Wow, đi xuống dưới đây là nguyên một cái khu ăn uống tiếp nữa nè. Cứ đi dọc dọc đây là các bạn thấy nhiều đồ ăn lắm. Mình thích ở đây là một cái là ở trên đây có mái che. Đi không có sợ trời mưa, trời nắng gì hết đó. Mình đi nãy giờ mình ở trong đây cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, sắp sửa đóng cửa rồi. Ở dưới khu này là bán cá tươi rồi người ta muối luôn nha các bạn. Thì mình thấy để muối ở phía trên cá nè. Rong biển chiên cuộn với lại chắc là tôm hay cái gì ở trong á. Đó, cá người ta để người ta bán nè. Mỗi tiệm bán vải mà cũng có cá bán cá.
tiệm bán vải ở trước rồi bán cá. Nó giống như chợ chầm hổm luôn á. Ở dưới đây là bán mắm. Đủ loại ha. Ôi. Cái gì con đun dừa. Đun dừa à. Ở đây giày dép quá trời luôn. Nãy giờ đi tìm nước dưa hấu hay là trái dưa hấu cái gì tươi tươi mình ăn mà không thấy. Chắc mình phải đi cái hướng khác á. Fish cake. 1000 đồng một cây à, rẻ hả? Trong Samira. Ở khu dưới này người ta bán chả cá quá trời luôn. Đó, chả cá nè Cám ơi. Ôi ôi. Nguyên cái này chả cá quá trời quá đất luôn. Mà có 1000 đồng cây à. Ở trên CEO là bán 2000 cây. Wow, mình đi tìm cái loại này nè. 9000 một miếng à. Mùi thơm quá à. Oh, mà một miếng to lắm nha. Để mình ăn thử, người ta có để nè. Mình ăn thử nha. Ngon, cái bánh trái sốt mà nó ít ngọt nha các bạn. Ngon quá cho nên là mình mua một cái các bạn. Cái bánh này nó thơm lắm. Mà nó sốt, nó mềm ngon các bạn. Ủa cái này là gì vậy Cam? Cái này là gì vậy? 2000 gì vậy? Cái này là gì? Cream. Oh, nước kem hả? Thôi. Tưởng rồi. Cảm ơn Samira. Ăn cái cream với cái bánh á. Rồi bị dụ, nói là chấm với cái kem này ngon lắm cho nên mua luôn. Trời. Bây giờ đi tìm trái cây mua ăn nha. Ở đây cũng bán cháo đậu đỏ nữa nha. Đây, bạn nào mà thích ăn cháo đậu đỏ là ở đây có nè. Ồ, pancake. Bên đây pancake cái đó. Bên đây là hàng đậu. Kính thưa các loại đậu. Đậu xanh, đậu phộng, đậu đỏ, đậu đen. Đậu nành, đủ loại hết. Đậu không đó. Rồi bên đây là tép, tôm, mắm. Rồi đi ra tới cuối đường này là có một cái tủ bán đủ loại kim chi. Đủ loại hết. Ghẹ kim chi cũng có luôn. Nhỏ như thế này nè. Và các bạn ơi, hy vọng là các bạn thích video này nha. Nếu thích nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT. Dạ, cảm ơn bà cô chú ủng hộ kênh của mẹ cô cá. Cảm ơn bà cô chú. Và nhớ theo dõi đón xem video kế tiếp KT đi đâu ăn gì nha. Nếu như bạn thích mình đi đâu ở Hàn Quốc, nhớ để dưới phần bình luận. KT sẽ cố gắng đi qua nhanh nhất có thể, tại vì mình ở đây cả tháng lận. Thank you for watching. Bye bye. See you next time. Free ship toàn nước Mỹ cho tất cả các nước sốt, gia vị khi mua trên $120. Nước sốt xào 100 món, xào món gì cũng ngon như nghêu xào lá quế nè, mì xào tôm hùm, bò xào cải làng, sốt bò lúc lắc mình làm ra thơm ngon hơn nhà hàng và làm luôn món phở ấp chảo ngon lắm các bạn ơi. Hai nước sốt trên mình có thể làm ra món mì xào tôm hùm kết hợp với XO sauce nữa là tuyệt vời. XO sauce Hồng Kông huyền thoại một thời làm mưa làm gió, làm món cơm chiên XO sauce hay ăn với món gì cũng ngon. Sẵn đây mình giới thiệu luôn hũ gia vị heo quay này, chỉ cần có hũ này mình sẽ làm ra miếng heo quay da thơm giòn rụm, đơn giản dễ làm. Muối rừng chẩm chéo của người Tây Bắc cũng vừa có hàng trở lại. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.